Vậy anh đi thật sao? Em ơi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chỉ làm tay anh quyết lên đường. Rồi mai đây nơi lửa đạn chiến trường, bao nỗi nhớ niềm thương là tình em tất cả, hãy vững tin ngày chiến thắng anh về. Anh cứ ra đi chân cứng đã mềm, dù 5 năm 10 năm em vẫn đợi, như cây cao tam sơn dầu phong ba bảo táp, hoa nở đỏ sắc màu trong tiết mùa xuân. Anh thương em bông hoa rừng yên dịu, dẫu dài nắng mưa chung thủy táo tần, anh ở chiến trường xa nơi quê nhà em đời, hẹn ngày gặp lại xây hạnh phúc gia đình, đất nước tròn niềm vui xây quê mình giàu đẹp. Thôi anh đi nha. Xa hay là cánh én liền, em chờ anh.